Chiều hôm qua ngày 8 tháng 7, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6 và Ban chỉ huy quân sự quận đã ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025, tập trung vào đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương, phát huy tinh thần yêu nước trong khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Theo đó, hai bên cùng phối hợp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, thông tin các đường lối chủ trương, chính sách về công tác quân sự quốc phòng, tôn giáo, bảo vệ môi trường, các phong trào thi đua yêu nước. Còn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa trao căn nhà tình nghĩa quân dân cho ông Võ Công Phước, thị xã Phú Mỹ. Căn nhà có diện tích 80m² với kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng. Đây là hộ gia đình khó khăn, nhà hư hỏng không có điều kiện sửa sang. Căn nhà mới khang trang như tiếp thêm động lực để gia đình ông vươn lên trong cuộc sống. Cùng thời gian này, chư ni hệ phái Bắc Tông tỉnh Kon Tum đã đến cúng dường trường hạ tại chùa Huệ Chiếu, văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ban đầu từ tiếp nhận Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự cảm niệm công đức chư ni đã phát tâm ngoại hộ hạ trường để chư hành giả chuyên tâm tu học trong 3 tháng an cư nhằm tấn tu đạo nghiệp.